Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo qua sách và bài tập bài mini lead. Rồi trước hết là các em viết vào chỗ chấm. Millilit là một đơn vị đo dung tích. Millilit viết tắt là MN. N cao. 1000 millilit bằng 1 lít. Hay nói ngược lại, 1 lít bằng 1000 ml. Đây là những kiến thức cơ bản mà các em cần phải nhớ. 1 ml nước khoảng 20 giọt nước. Thực hành 1, các em viết theo mẫu. Mỗi bình đựng bao nhiêu nước? Chúng ta có mẫu như sau. Các em quan sát mực nước ở cái bình mẫu này, nó trùng với vạch. Vạch này là vạch 600. Vạch trên là vạch 700. Rồi đến vạch 800. Như vậy mực nước ở cái bình mẫu này, nó trùng với vạch 700. Ta nói cái bình mẫu này đựng 700 ml. Rồi tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành đối với các bình còn lại nha. Tiếp theo là bình A này. Các em quan sát mực nước nó trùng với vạch 200. Đơn vị là ml. 200 ml. Bình B. Vạch này là vạch 400. Vậy mực nước nó trùng với vạch 500. 500 ml. Bình C. Ta thấy nè, mực nước nó trùng với vạch 1000 ml. Em viết là 1000 ml. Và các em biết là 1000 ml thì nó bằng 1 lít. Hay là 1 lít. Phần thực hành 2, đọc dung tích ghi trên một vài hộp sữa, chai nước. Thì phần này các em tự thực hành nha. Ở trên hộp sữa và trên chai nước thì nhà sản xuất có ghi dung tích là bao nhiêu ml rồi. Thì phần này tương đối là đơn giản. Phần thực hành 3, các em điền số vào chỗ chấm. Dùng bình có chia vạch ml để nhận biết dung tích của một ly nước, hay còn gọi là cốc nước, dung tích bình nước của em. Rồi, dung tích của ly nước là bao nhiêu ml? Dung tích của bình nước là bao nhiêu ml? Các em viết vào đây. Cách thực hành là các em dùng bình có chia vạch ml này. Các em lấy cốc nước của em này, các em đổ đầy vào cốc nước của em. Sau đó các em đổ cốc nước đó vào cái bình này. Từ đó là các em quan sát mực nước nó trùng với vạch nào. Các em có thể biết là dung tích của ly nước là bao nhiêu ml. Thầy giáo ví dụ chúng ta đo được là khoảng 200 chẳng hạn, 200 ml. Rồi tương tự, các em lấy bình nước của em đổ đầy bình nước. Sau đó mang bình nước đó các em đổ vào cái bình này. Đổ vào cái bình có chia vạch này. Các em quan sát xem mực nước nó trùng với vạch nào. Ví dụ các em quan sát được mực nước nó trùng với vạch 500 ml thì ta nói dung tích của bình nước là 500 ml. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 1, các em điền số thích hợp. Câu E. 3 lít bằng bao nhiêu ml? Ta biết là 1 lít bằng 1000 ml. Vậy 3 lít bằng 3000 ml. 7 lít bằng 7000 ml. Được chưa? 1 bằng 1000, vậy 3 bằng 3000, 7 bằng 7000. Rồi câu B. 2000 ml bằng bao nhiêu lít? Các em biết là 1 lít bằng 1000 ml. Vậy 1000 ml bằng 1 lít. 1000 bằng 1, vậy 2000 bằng 2. 5000 bằng 5. Đúng không? 2000 bằng 2, 5000 bằng 5. C. 1 lít 500 ml bằng bao nhiêu ml? 1 lít thì bằng 1000 ml. Các em cộng thêm 500 ml nữa. 1000 cộng 500 bằng 1500 ml. 3600 ml bằng bao nhiêu lít? Bao nhiêu ml? Các em biết là 3600
thì bằng 3.000 cộng với 600. 3.000 ml thì bằng 3 lít. Rồi kem cộng thêm 600 nữa. 600 ml nữa. Tiếp theo là kem sang phần luyện tập 2, viết lít hay là ml và chỗ chấm. Một thìa hay còn gọi là muỗng. Một thìa nhỏ chứa khoảng 5 ml mật ong. Rồi tét nước này đựng 500 lít nước. Chai này đựng 500 ml nước. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 3. Mỗi bình biểu thị lượng nước các bạn đã uống. Rồi bình thứ nhất là biểu thị lượng nước bạn Vân uống. Bình nước thứ hai biểu thị lượng nước bạn Tuấn đã uống. Viết vào chỗ chấm lượng nước các bạn cần uống thêm để đủ 2 lít nước. Vân cần uống thêm bao nhiêu? Và Tuấn cần uống thêm bao nhiêu? Rồi, cần uống thêm bao nhiêu để đủ 2 lít nước? Kem đổi 2 lít bằng 2.000 ml. Vân uống được 1.000 ml rồi. Vậy 1.000 ml phải cộng thêm bao nhiêu ml nữa thì mới bằng 2.000 ml? Bạn Tuấn uống được 800 ml rồi. Vậy 800 ml cộng thêm bao nhiêu ml nữa thì mới đủ 2.000 ml? Trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em suy nghĩ làm bài trước nha. Rồi, phép tính thứ nhất là chúng ta tìm số hạng đúng không? Muốn tìm số hạng, các em lấy tổng là 2.000 trừ đi số hạng kia, tức là trừ đi 1.000. 2.000 trừ 1.000 là bằng 1.000 ml. Vậy Vân cần uống thêm 1.000 ml hay là uống thêm 1 lít nước nữa? Được chưa? Cần uống thêm 1.000 ml hoặc là 1 lít. Rồi tương tự phép tính này, các em lấy tổng là 2.000 trừ đi số hạng đã biết là trừ đi 800. 2.000 trừ 800 bằng 1.200. 1.200 ml nước hay là 1 lít 200 ml. Được chưa? 1.200 bằng 1 lít 200 ml. Các em không thích viết như thế này thì các em để nguyên là 1.200 ml cũng được. Phần luyện tập 4, viết vào chỗ chấm. Mỗi bạn sẽ lấy hai bình nào để hai bạn có lượng nước bằng nhau? Lan lấy bình nào và bình nào? Tú lấy bình nào và bình nào? Trước hết là các em quan sát lượng nước ở mỗi bình. Bình A là 900 ml, đúng không? 800 đến 900 này. Bình B, mực nước trùng với vạch 700 ml. Bình C, mực nước trùng với vạch 800 ml. Bình D, mực nước trùng với vạch 600 ml. Rồi, hai số nào cộng với nhau bằng hai số nào cộng với nhau trong bốn số này? Ta thấy 900 cộng với 600, kèm lấy số lớn nhất cộng số bé nhất bằng hai số còn lại, bằng 700 cộng 800 và đều bằng 1.500, đúng không? Vậy bạn Lan lấy bình 900 và 600, tức là bình A và bình D. Bình A và bình D. Bạn Tú lấy hai bình còn lại là bình B và bình C. Các em không thích thì các em viết là bạn Lan lấy bình B và bình C cũng được. Bạn Tú lấy bình A và bình D cũng được. Được chưa? Miễn sao A và D nó phải thuộc về một bạn, B và C nó phải thuộc về một bạn. Tiếp theo là các em sang phần khám phá, viết lít hay là ml vào chỗ chấm. Một thìa nhỏ còn gọi là thìa cà phê chứa khoảng 5 ml chất lỏng. 1 lít nước nặng khoảng 1 kg. Rồi bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.